quý vị các bạn nhé. Đây qua một thời gian mình nhặt lá thì cây xi búp đỏ của mình nó đã bật chồi búp đỏ này các bạn. Búp rất đỏ. Đây các bạn thấy này. Lá xi búp đỏ. Rất đẹp. Quay cho các bạn xem, thấy các bạn nó xì búp đỏ. Tay dăm đây, đây các bạn, dưới ánh nắng rất là đẹp. Thân rất già các bạn. Đây. Thân già, u cục. Đây các bạn, u cục rồi. Cây rất già. Đây, tay dăm mình đã làm cơ bản hết rồi. Và cây giờ chỉ có việc chơi thôi các bạn nhé. Đấy các bạn. Đây mình quay xe. Do cái chậu này mình để hơi thấp. Nếu mà để cao lên một chút thì sẽ đẹp hơn. Tương lai sẽ phải thay chậu khác. Và mình dự kiến là sẽ cấy đá toàn bộ ở phía dưới này để nuôi cái bộ bệ nó to ra một chút nữa. Rất già các bạn. Chia sẻ với các bạn về cái xi búp đỏ nhé. Ngay chúng ta nhìn từ tổng bóng từ dưới lên các bạn. Đấy thấy ạ. Rất đẹp. Lá đẹp. Lá đẹp và đang bật. Tương lai bộ dăm này sẽ dày nữa các bạn nhé. Sẽ cắt giật tiếp lại thì nó sẽ dày hơn. Cái này Phương cũng giao lưu. Đấy, xưa vừa chia sẻ này có cho các bạn và cũng nếu ai hợp gu thì mình sẽ giao lưu. Bông phối cơ bản là hài hòa. Xì búp đỏ các bạn nhé. Xì búp đỏ này. Đẹp quá nhỉ. Này có những vết sẹo mà bây giờ nó kín lại này các bạn. Đấy.
thứ nữa. Để già đến tận tay cành, tay cành già. Tạo một cây cổ giáng làng các bạn nhé, dáng này giáng làng cái thế thì mình vẫn để nguyên cái thế cổ chứ không phá thành cây nghệ thuật, không phá thành cây nghệ thuật nhưng vẫn để nguyên cái dáng này để chơi và giao lưu với các bạn. Các bạn về các bạn có thể làm lại nó theo ý định của mình thì các bạn có thể làm. Vì riêng cái bộ gốc này, nếu ai mà mạnh dạn thì giật thấp xuống hoặc chia bông nó khác đi, tùy từng sở thích của từng người. Phía trên quay xuống này. Vì ánh nắng rất đẹp, ánh nắng làm cho cây nó đẹp hơn. Đây các bạn, nó già nữa, u cục. Phía sau các bạn ạ, và mình xin kết thúc video ở đây các bạn nhé. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi trên kênh của Phương Ca Cơ. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy ấn đăng ký, subscribe để ủng hộ kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý vị các bạn.